Rồi, khóa 300 cộng bài tập phrasal verbs câu số 51 tới câu số 60. Câu số 51, the caller waited impatiently while the receptionist tried to put her khoảng trắng to the office. Câu này các bạn dịch là cái người gọi thì đã chờ đợi một cách không kiên nhẫn, trong khi cái người lễ tân thì cố gắng để mà có thể put her, tức là cái người gọi điện thoại đó, đến văn phòng. Thì trong trường hợp này, các bạn dịch là trong khi cái người lễ tân thì cố gắng liên lạc kết nối ha, và cụm từ liên lạc kết nối ở đây là push someone through. À, đáp án của mình sẽ là chữ đi ha, push someone through, các bạn dịch là liên lạc kết nối ai đó. Rồi, chúng ta sẽ xem những cái ví dụ ở bên dưới để học thêm những cái phrasal verbs còn lại. Câu đầu tiên, he is smart, he knows how to put over his point of view easily. À, anh ta thì thông minh lắm, anh ta rất là khéo ha, cho nên anh ta biết làm thế nào có thể put over cái mà point of view của anh ta rất là dễ. Thì cụm từ là put over trong tình huống này các bạn dịch là làm cho ai đó có thể hiểu được cái điều mình đang nói là gì. Anh ta rất là khôn ngoan, rất là hay, anh ta có thể dễ dàng làm cho người ta hiểu anh ta rất là nhanh. Ok, câu tiếp theo, you can put one over on me that easily. À, cái cụm từ này là một cái cụm từ như idiom gì đó, những cái cụm từ nó fix rồi, nó cố định rồi, đi chung với nhau. Các bạn dịch là bạn không thể nào mà put một cái gì đó over lên tôi dễ dàng như vậy. Thế cụm từ là put one over on me, các bạn dịch là lừa dối tôi. À, cụm từ này các bạn dịch là lừa tôi ha. Nguyên cái cụm này đó, mình dịch là lừa, lừa ai đó. Ok. Câu số 52. À, mấy cụm từ khác là mình không có ha. Hoặc là đã có được dạy trong những video trước rồi, nên thầy không có soạn và không có đề cập đến. Các bạn tự về nhà ông bà nha. Rồi câu số 52. Check the bottles carefully to make sure they have not been. Nè, hãy kiểm tra những cái chai lọ này ha, thật là cẩn thận đi. Đó, để mà đảm bảo chúng, make sure, bài dịch là đảm bảo chúng thì không có cái gì đó. Ok, câu số 52 này bạn phải hiểu rằng đảm bảo chúng không có bị, không có bị làm giả, đúng không nào? Đó, thì cái cụm từ làm giả đó, thì bạn sẽ có cấu trúc là tamper with. À, đáp án của mình là chữ A nha, để đảm bảo rằng chúng không có bị tamper with, là bị làm giả đó. Rồi, và mình có những cái cụm còn lại để mình học. Đầu tiên là break into. Cái từ break into nè, thì cho bạn rất là nhiều cái cụm từ dưới này, tức là những cái collocations, là những cái danh từ mà thường đi kèm với cái phrase verb break into. Tất cả những câu này, cái nghĩa gốc của cái từ break into các bạn dịch là bắt đầu làm cái gì đó. Hôm trước mình học cụm từ là break into a smile, laughter, đúng không nào, applause gì đó. Bữa mình học như vậy đó ha, thì là bạn dịch là bắt đầu phá lên cười, đúng không nào, đó, bắt đầu mỉm cười gì đó, tùy trường hợp bạn dịch ha. Cái cụm từ đầu tiên, break into ha, run, tức là bắt đầu chạy, đó, a trot, tức là nói về con ngựa ha, nó bắt đầu nó chạy, và chạy nó không nhanh tới mức giống như là gallop. Gallop tức là bạn chạy chạy phi nước kiệu đó, chạy thiệt là nhanh ha. Còn từ trot tức là nhanh, nhanh hơn mức bình thường nhưng mà không có nhanh bằng gallop. Ok, thì đấy cụm từ break into mà dịch là bắt đầu làm cái gì. Tương ứng ở dưới này cũng vậy, bạn có từ là break into a smile, bắt đầu mỉm cười, đúng không nào, đó. Rồi break into laughter ha, break into applause, đó, bắt đầu vỗ tay. We watch her puzzled face break into a smile, break gently into a smile. Chúng tôi nhìn thấy cái gương mặt của cô ta hồi đầu rất là đang bị rối, đúng không nào, đó, gương mặt mà puzzle ED đấy, tức là bây giờ là có cảm giác là gương mặt mà vẫn không thể nào mà không hiểu được, vẫn không thể nào có thể hiểu được cái gì đó, đang có cảm giác rất là bị rối. Thì đó, gương mặt đó đang có cảm giác rối, hay cái chuyển dần nó bắt đầu sang một cái nụ cười, đúng không nào, đó, bạn nhìn gương mặt ai đó đang rất là rối, cái gì nó cười một cách rất là khó hiểu ha. Chả hiểu luôn. Ok, thì đại loại ý là như vậy, bắt đầu làm cái gì đó. Ok, theo break into a sweat thì cụm từ này các bạn dịch là bắt đầu đổ mồ hôi, đúng không nào, là mình vã là mình mệt lắm luôn rồi đó ha. My legs were shaking with exhaustion, ở cái chân tôi thì đang rung lên, đúng không nào, vì kiệt sức ha, chạy quá thế rồi. But Tom had an even broken into a sweat, nhưng mà thậm chí thằng Tom nè, nó cũng không có đổ mồ hôi nữa. Nó break into là bắt đầu đổ mồ hôi, mình chạy rụng chân luôn, mà thằng này nó không ảnh hưởng, không ảnh hưởng gì ha, rất là kinh khủng. Tom tuyệt vời. Ok, tiếp theo mình có từ là touch up. Ok, touch up the paint before you try and sell the house. À, trước khi mà bạn muốn bán căn nhà đó, thì bạn nên touch up, tức là bạn hãy nên làm lại ha, làm đẹp cái nước sơn đi, đúng không nào, trước khi bạn bán nó. Rồi, women nowadays have apps that let them touch up their photos. À, ngày nay thì toàn là thánh sống ảo không, đúng không nào, bạn nhìn Facebook, ô, đi đâu cũng cảm thấy là gì đấy, hot girl hay là hot boy không ha, rất là đẹp tuyệt vời. Đấy, thì phụ nữ ngày nay thì họ có những cái chương trình mà giúp cho họ có thể touch up their photos,
tức là làm đẹp những cái mà hình ảnh của mình, thì từ touch up và dịch là làm đẹp. Ok, rồi từ take out thì các bạn được học trong cái video ở phía trước rồi ha, tự mà xem lại. Câu số 53, I didn't mean to lose my temper with you. I just got, khoảng trắng, away for a minute. À, tôi đã không có cái ý là nổi nóng với bạn đâu, cái cụm từ lose my temper ha, bài là nổi nóng, mất đi sự kiểm soát đó. Tức là sao, tôi chỉ mất tự chủ trong vài phút mà thôi, ok ha. Thì cụm từ là mất đi cái sự tự chủ của mình, thì bạn có cấu trúc là be ha, S là cấu be, cấu trúc là get carried away. Đấy, cấu trúc là get carried away, bài dịch là mất tự chủ ha, vì mình kích động quá, mình phấn khích nên mình sẽ bị mất tự chủ. Rồi, 53, đáp án của bạn sẽ là B, get carried away. Và bạn có cái từ là take away, vậy rồi đúng không nào? Lose away là không có ha. Rồi, move away, they've moved away. I said the old man in the garden, I don't know where to. Người đàn ông lớn tuổi ở trong khu vườn nói rằng là họ đã move away, tức là họ đã dọn đi rồi, và tôi cũng không biết đi đâu nữa. Câu số 54, when questioned about the government's defense plans, the minister gave a little. À, khi mà được hỏi về cái những kế hoạch phòng vệ, phòng thủ, tức là những kế hoạch mà quốc phòng đó của chính phủ, thì cái người bộ trưởng đã gave a little, thì bạn phải hiểu rằng là đã tiết lộ rất là ít. Đấy, thì cái cụm từ tiết lộ thì bạn sẽ có từ give đi với từ là away. Ok, give away bạn dịch là tiết lộ ha. Rồi mình sẽ học những cụm từ còn lại. À, trước khi mình học còn lại thì mình học một cái sắp thái nghĩa khác của từ give away mà nó cũng khá ư là thông dụng này. Any plants that were left, và những cái loại cây, những cái thực vật cây mà còn sót lại đó, tôi tặng hết cho cái người neighbors của tôi. Cái từ give away ở đây các bạn dịch là tặng hết. The office gives out financial advice to students. Cái văn phòng thì đã give out, tức là đã cho, đã thông báo, đã tặng, tùy trường hợp bạn dịch đúng không nào. Tức là trong trường hợp này bây giờ là văn phòng thì đã cho sinh viên của mình những lời khuyên về mặt tài chính, đó là khuyên cách mà bạn sử dụng tiền như thế nào, cách tiêu tiền như thế nào cho nó hợp lý đúng không ha. Rồi tiếp theo, details of the accident were given out on the 9 o'clock news. Chi tiết về cái tai nạn thì sẽ được công bố ha vào lúc 9 giờ ở trên tin tức. Thì cái từ này rất là đặc thù của người Anh, người ta hay xài là give out, bạn dịch là phát sóng lúc nào, phát thanh tùy trường hợp bạn dịch, nhưng mà cái từ này rất là thông dụng với người Anh. Rồi, his heart finally gave out under strain. Tim của anh ta thì cuối cùng nó cũng gave out, tức là nó ngừng hoạt động lúc nào dưới áp lực của công việc đấy. Rồi, công việc nhiều quá cho nên anh ta pass away, là qua đời ha, nó ngừng đập luôn. Ok, the water gave out 2 days ago. Thế cái cụm từ là gave out trong tình huống này bài dịch là hết nha, được sử dụng hết. Nguồn nước của họ đấy 2 ngày trước đã được sử dụng hết rồi, gave out dịch là hết. The quietest devices give out only a low, almost inaudible hum. Cái từ hum á, là cái từ âm thanh đó mà bạn không tạo thành tiếng đúng không nào, cái tiếng mà ngân nga trong cái cổ họng mình đấy, mình hum đại loại là như vậy ha. Thì những cái thiết bị mà nó yên tĩnh nhất, thậm chí nó tạo ra cái âm thanh mà là cái tiếng ngân đó mà bạn hầu như không có thể nghe được, rất là thấp bé, thì cái từ give out bởi dịch là tạo ra, phát ra. Thì khi đó với cái hàm ý là tạo ra, phát ra đó ha, nó sẽ giống giống như cái từ là give off. Chúng ta hãy xem ví dụ ở dưới đây. When they die, plants give off gases such as carbon dioxide and methane. Thì trong trường hợp này cái bài dịch là khi mà mấy cái cây, mấy cái thực vật nó bị mất đi, nó chết đi đó ha, thì nó sẽ tỏa ra những cái khí, chẳng hạn như là khí CO2 đúng không nào. Đấy, thì trong trường hợp này cái từ give off bài dịch là tỏa ra, thường là tỏa ra năng lượng nè ha, tỏa ra cái khí, tỏa ra cái mùi hay tỏa ra cái ánh sáng. Đấy, chúng ta không có dùng với những cái trường hợp khác nhớ nha, cái từ give off bây giờ là tỏa ra đối với những trường hợp mà thầy vừa nói xong. Rồi, câu số 55 ha, the president declared that time was cái gì đó in a search for peace. Câu số 55 này các bạn dịch là cái người president là cái ông tổng thống tuyên bố rằng không, thời gian thì cái gì đó trong cái công cuộc, trong cái hành trình mà tìm kiếm hòa bình, thì thời gian nó đang như thế nào ta, đang cạn kiệt, đang hết, tức là không còn thời gian nữa đó. Thì câu 55 này các bạn sẽ chọn đáp án này chữ 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 gì ta, chữ đi, đúng rồi, cái từ là run out. Run out các bạn dịch là hết cái gì đó.
ví dụ như tiền bạn hết, đúng không nào? Bạn có thể dùng từ run out này cũng được. Rồi vào những cái cụm từ khác bạn phải nắm ha. Thứ nhất là từ run in. Run in thì thường nó sẽ là run somebody in. Run somebody in nếu bạn dịch là bắt ai đó. The police ran the robber in after 2 days. À, cuối cùng thì cảnh sát cũng bắt được cái tên cướp ngân hàng, đúng không nào? Ở trong vòng 2 ngày. Đấy, Việt Nam mình cứ cướp ngân hàng một phát là bạn thấy khoảng chừng 3-4 ngày sau, chưa tới 1 tuần đâu, là thế nào cũng bị tóm à. Đôi khi chỉ 2-3 ngày sau bị tóm luôn. Rất là tuyệt vời. Có thể là you want me to run through the details with you. Nè, bạn có muốn tôi run through cái chi tiết với bạn một lần nữa không? Thì trong trường hợp này cái từ run through các bạn dịch là ôn lại ha, xem lại đấy. Bạn có muốn tôi ôn lại, xem lại, nói lại cái chi tiết với bạn không? Let's run through the song one more time. À, bây giờ mình hãy run through, tức là bây giờ mình hãy luyện tập lại cái bài hát thêm một lần nữa đi ha. Mình luyện tập lại thêm một lần nữa đi. Fear ran through the crowd as a shot was heard. Có lẽ các bạn dịch là cái nỗi lo sợ đã ran through cái đám đông khi họ nghe một cái tiếng súng vang lên. Tức là cái đám đông, cái nỗi sợ nó như thế nào ta? Nó bao trùm cái đám đông. À, cái từ run through bạn dịch là nó lan tỏa, nó bao trùm, mà ai cũng có thể cảm nhận được hết. Đó, cái từ run through bạn dịch là như vậy đó ha, lan tỏa, bao trùm. The project ran through 50 million pounds in the first year. Cái dự án này nó run through, à, cái cụm từ run through đây các bạn dịch là tiêu tiền một cách nhanh kinh khủng trong một khoảng thời gian ngắn. Đấy, run through bạn dịch là xài nhanh kinh khủng. À, cái dự án này nó tiêu tới 50 triệu đô la, à, 50 triệu pounds chỉ trong năm đầu tiên thôi. Tiếp theo, run up. I can run up a pair of curtains in a day. À, tôi có thể run up được một vài cái màn trong một ngày lận. Cái từ run up ở đây mình là sản xuất, mà thường nó sẽ đi với những cái sản phẩm chẳng hạn như là may vá, quần áo này kia ha. Thì tôi có thể sản xuất được tới một cái màn, không nào, một vài cái màn đó chỉ trong một ngày thôi. A pair tức là một cái màn, thì bạn thấy loại màn mà hai bên á, đúng không nào? Đó là một cặp màn đó. Though she ran up huge debts or bills on clothes. Cái từ run up trong trường hợp này mình dịch là mắc nợ đó. À, cô ta thì mắc một khoản nợ khổng lồ. Cô ta thì mắc nợ một đống hóa đơn khổng lồ. Lên cái vấn đề là quần áo, là tiêu xài rất là nhiều để mua quần áo này kia đó ha. Câu số 56. His business is going so fast that he must take cái gì đó more workers. Cực kỳ dễ ha. Cái công việc làm ăn của anh ta thì đang phát triển nhanh tới mức mà anh ta phải cái gì đó nhân công thêm. Thì bây giờ cái câu 56 này thì bạn thấy cụm từ là phải thuê thêm nhân công, đúng không nào? Thì cụm từ là thuê thêm mình học rồi, và cái từ này gặp nhất là 2 tới 3 lần trong những cái khóa học video của thầy ha. Thì cụm từ là thuê thêm, bạn sẽ có chữ là ok, take on, ok ha, take on, tự về nhà học bài nhé. Còn mấy cái còn lại cũng được nói rồi ha, take off, take over và take out, xong hết rồi, tự về nhà mà xem. Câu số 57, Fiona decides not to hoàn trắng exam in December. Cái cô nàng Fiona thì quyết định đã không cái gì đó, cái kỳ thi vào tháng 12. Thì cô nàng Fiona này quyết định làm gì, cái kỳ thi bạn làm gì được với nó nè. À, bạn đậu kỳ thi đúng không? Ở trường hợp này không phải là đậu đâu, mà trường hợp này bạn dịch là tham gia. Bạn tham gia một kỳ thi ha. Thì cái cụm từ là tham gia của bạn sẽ là đáp án B, go in for. Go in for bạn dịch là tham gia kỳ thi. Và cụm từ go in for này có thể được dùng với những sắc thái nghĩa khác khác nữa. Ví dụ như là I don't go in for golf much. Tôi không có mà go in for cái môn đánh golf đâu. Tức là bạn dịch là thích ha, tôi không có thích cái môn đánh golf một chút nào cả. Tiếp theo, I think Tom's planning to go in for politics. À, tôi nghĩ rằng Tom nè, nó lên kế hoạch, nó go in for, tức là nó đăng ký học cái môn là cái ngành hay cái chuyên ngành. Thì trường hợp này bây giờ là học chuyên ngành gì đó. Tôi nghĩ là Tom dự định sẽ học cái chuyên ngành chính trị. Tom muốn làm tổng thống đó các bạn. Ok. Câu số 58 ha. Oops. She started the course 2 months ago but dropped cái gì đó after only 1 month. Cái câu này các bạn dịch là cái cô ta thì bắt đầu, đúng không nào? Cô ta bắt đầu cái khóa học 2 tháng trước, nhưng mà cái gì đó chỉ sau 1 tháng mà thôi. Thì bạn phải hiểu trong tình huống này bạn dịch là bỏ học nửa chừng, đúng không? Cái câu 58 này bạn phải chọn cái cụm từ là bỏ học nửa chừng. Thì đáp án của nó sẽ là từ, ok, từ drop out. Ok, drop out, bạn dịch là bỏ nửa chừng. Rồi, có một số cái cụm từ bạn phải biết cho bằng được ha. Đầu tiên là economic growth will drop back to 3% this year. Cái sự mà
cái chỉ số phát triển kinh tế nè nó sẽ drop back, tức là nó làm gì, nó sẽ rớt xuống đó, quay về con số là 3% năm nay. Thì cái cụm từ drop back, bạn thấy nó rất là giống như đen đúng không nào, rớt xuống lại đó, rất là dễ ha. Tiếp theo, he dropped back behind or behind, đó là drop back hoặc là behind, and finished in fifth place, anh ta đã bị tụt hạng đúng không, và hoàn thành ở vị trí thứ năm. Thì cái trường hợp này bây giờ là tụt lại phía sau, tụt hạng ha. Tiếp theo, Alex dropped back to let me pass. Alex thì làm gì, nó lùi lại phía sau để mà tôi có thể vượt qua. Thì những cái cụm từ này toàn là những cụm từ thông dụng không đó, bạn phải nắm cho bằng được. He usually drops off in front of the telly. Cái từ telly này bạn thấy nhìn có vẻ là lạ ha, nhưng thật sự không hề lạ đâu. Đây chính là cái TV các bạn đấy, television. Thì cố tình thì chọn cái từ này để bạn học, bởi vì đôi khi trong những cái bài đọc bạn thấy nó ha, cái từ telly bạn dịch là television, TV. Ok, thì anh ta thường drop off, tức là anh ta thường làm gì? À, coi TV ha, thì nhiều người thường nằm một hồi bắt đầu mắt nó nhíu lại cứ ngủ luôn. Thì đấy, anh ta thông thường sẽ làm gì đấy? Anh ta thường sẽ ngủ ha, buồn ngủ đó, ngủ trước màn hình TV. Her popularity has dropped off recently. Nếu bạn dịch là cái độ mà yêu thích, cái độ mà sự mà nổi tiếng cái cô này nè ha, thì dạo gần đây nó đã drop off, nó đã đi xuống rồi, nó không còn nhiều như trước nữa. Rồi, tiếp theo, can you drop the kids off at school this morning? Cái cụm từ drop someone off thì drop someone off bạn dịch là oops, ok bạn dịch là drop someone off bạn dịch là đưa ai tới một cái nơi nào đó ha, tức là bạn thả những đứa trẻ ở trường học, là bạn đưa chúng đi học đó. Rồi, is it okay if I drop the documents off later? Nè, có ổn không nếu như mà tôi drop những cái tài liệu này sau đó, tức là tôi sẽ gửi chúng sau đó. Thì cái từ drop something off bạn dịch là gửi ha, gửi đi nhé. Rồi câu số 59 ha. Everyone knows about pollution problems, but not many people have khoảng trắng any solutions. Câu này có vẻ chúng ta đã làm rồi đúng không nào? Ở trong những bài trước thì câu này chắc người ta vô tình lặp lại thôi. Nhưng mình làm rất là nhanh. Tất cả mọi người đều biết về những cái rắc rối về sự ô nhiễm đúng không? Nhưng mà không ai, ha, không có nhiều người thì cái gì đó solution. Bài dịch là những cái giải pháp, là không có nhiều người nảy ra, không có nhiều người nghĩ được những cái giải pháp mà cho cái vấn đề rắc rối này. Thì cụm từ là nảy ra, bạn phải chọn đáp án là chữ D ha, come up with nha. Những cái còn lại thì thầy nghĩ rằng thầy đã dạy trong những video trước rồi, thì bạn về bạn tự xem. Câu số 60, if you run khoảng trắng Steve, give him my best wishes. Nè, nếu như bạn run là bạn chạy rồi đó Steve, thì hãy gửi cái lời những cái lời tốt đẹp nhất của tôi, những lời mà ước nguyện tốt nhất của tôi dành cho anh ấy. Thì bây giờ bạn phải hiểu câu số 60, tức là trên đường đi nè, hay là sau này đó, nếu như bạn mà vô tình cờ bạn gặp Steve đúng không, thì bạn hãy gửi lời hỏi thăm của tôi, đại loại như vậy. Thế cái cụm từ là vô tình gặp ai đó, thì câu số 60 bạn phải chọn đáp án là chữ C, run into, cực kỳ dễ. Ok, run into someone hoặc là something, bây giờ là vô tình bắt gặp ai đó hoặc là cái đồ gì đó. Rồi, the cost of repairs ran to 2 million pounds. Cái mà chi phí sửa chữa thì nó run to, thì trường hợp này bạn phải hiểu đấy, như cái từ là rich gì đó, đạt đến, vươn tới cái mức nào đó, 2 triệu đô la. Ok ha, 2 triệu đô la. Tiếp theo, I don't think we can run to a new television at the moment. Cái cấu trúc run to này thì thường người Mỹ người ta không có xài cái chỗ này. Bởi vì cái trong trường hợp này các bạn dịch là tôi không nghĩ là chúng ta có thể run to, là chúng ta có thể đủ tiền mua hay là đủ tiền làm cái gì. Thì trường hợp này cái từ run to bạn giống y chang cái từ từ là afford to bấp một vậy đó, đủ tiền để mua cái gì, đủ tiền để làm cái gì ha, afford to bấp một y chang luôn. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có đủ tiền để mua một cái tivi mới vào thời điểm này. Tiếp theo ha, don't run to your mom whenever you have a problem Tom. Nè Tom ơi, đừng có mà suốt ngày cứ run to mẹ của mình ha, khi mà mày có một cái rắc rối. Về từ run to trong tình huống này bạn dịch là quay về với ai đó đúng không nào, được thì dễ hiểu luôn. Đừng có quay về xin xỏ hỏi mẹ mình giúp đỡ này kia đúng không nào, khi mà có vấn đề rắc rối đó. Rồi, tự giải quyết đi. Ok ha. Rồi, chúng ta vừa sửa xong phrasal verbs cho các bạn từ câu số 51 cho tới câu số 60. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trong những video tiếp theo ha. Rồi, bye bye.